Chào các bạn. Câu chuyện của Đàm Vĩnh Hưng đi kiện một cái người bạn thân của mình, đó là vợ chồng Bích Tuyền và cái ông người Mỹ gốc Ý tên là William. Bây giờ nó đưa lên một tầm cao mới. Chào các bạn. Có nhiều người không có hiểu về cái chuyện kiện tụng ở bên Mỹ, nhất là những bạn ở Việt Nam cứ nghĩ là coi như là Đàm Vĩnh Hưng đi kiện và cứ nghĩ là thế nào là cũng cũng ngon đúng không? Tại vì bị mất hai con chân mà bị thiệt hại mà vấn đề ở chỗ là người ta nghĩ là liệu Đàm Vĩnh Hưng là có kiếm được 50 triệu đô la theo như cái lời yêu cầu của Đàm Vĩnh Hưng hay không. Người ta chỉ tập trung vấn đề đó, nhưng mà người ta không nghĩ rằng Đàm Vĩnh Hưng lại bị chủ nhà đi kiện ngược lại. Bên này người ta gọi là counter claim, tức là kiện ngược lại. Người ta kiện mình mà người ta kiện không đúng thì mình đi kiện ngược lại. Tất nhiên mà Đàm Vĩnh Hưng mà thua, Đàm Vĩnh Hưng phải trả tiền. Đó là câu chuyện mà tôi chia sẻ các bạn ngày hôm nay. Chào các bạn, Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Bích Tuyền là những cái ca sĩ mà rất là thân tình với nhau. Và cái ông chồng người Mỹ tên là William, người Mỹ gốc Ý, mà trước đây ông làm Apple, ông này như là đại gia dữ lắm, lại thích hát tiếng Việt. Cho nên cái quan hệ giữa Đàm Vĩnh Hưng và cái ông William này cũng vô cùng thân thiết. Thậm chí Đàm Vĩnh Hưng là qua bên Nam California rồi cùng với ông William, rồi đi ăn, đi uống, rồi đi mua sắm, vân 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 vân. Và thậm chí ông William này cũng bay về Việt Nam rồi lại hát chung với Đàm Vĩnh Hưng. Nói chung là họ rất thân tình các bạn. Và cái sự việc vừa rồi mà bị xảy ra tai nạn là cũng lâu rồi. Nói vừa rồi chứ cũng lâu, vừa rồi mới kiện đó thôi. Chứ xảy ra là cũng hồi tháng 2 năm 2024, tức là vào cái dịp Tết ấy. Thì khi mà ông Đàm Vĩnh Hưng này, ông ca hát, ông nhảy múa, người ta tổ chức nhóm bạn với nhau, thì là xảy ra tai nạn như tôi chia sẻ các bạn. Thì chúng ta cứ nghĩ rằng là cái ông này, Đàm Vĩnh Hưng này đi kiện, vậy là vài bữa năm sau ra tòa và sao không? Bây giờ là chủ nhà, tức là vợ chồng Bích Tuyền và cái ông William này đi kiện ngược lại Đàm Vĩnh Hưng. Thế mới lạnh đủ rồi các bạn, thế là tiêu rồi. Kiểu này là đụng với nhà giàu là tiêu rồi các bạn. Tôi xin nói sơ cái vụ, những cái vụ kiện ở bên Mỹ thế này các bạn. Tại vì khán giả tôi là cũng có nhiều người ở Canada, ở Mỹ, nhưng mà cũng có nhiều người ở Việt Nam, tôi xin trình bày chung chung thế này. Tức là những cái vụ kiện này là cái vụ kiện dân sự, tức là giữa người dân với nhau, chứ không có cảnh sát, công an, không có chính quyền gì vào đây cả. Tức là nếu mà ai thua là bù tiền, không có tù tội gì cả. Nhưng mà những cái chuyện dân sự thế này, mới đi kiện tụng thế này, đó là tôi nói các bạn, đó là game của nhà giàu. Nhà giàu chơi với nhau. Đàm Vĩnh Hưng cũng là nhà giàu, mà cái ông William này cũng là nhà rất giàu các bạn. Đàm Vĩnh Hưng cứ nghĩ đơn giản là mình bị tai nạn, mặc dù bạn bè thân như vậy, cứ đi kiện, tất nhiên là tình nghĩa thân tình bây giờ là chấm dứt từ đây rồi. Nhưng mà đâu có ngờ rằng người ta đi kiện ngược lại, tại vì mình tố giác, mình buộc tội người ta không có đúng. Bây giờ ngang đoạn này mình nói vậy nha, còn khi đã tòa là để tòa xử như thế nào thì chúng ta chưa được biết, cái này do tòa quyết định. Thì Đàm Vĩnh Hưng không ngờ rằng người ta đi kiện ngược mình. Nhưng nếu Đàm Vĩnh Hưng thắng thì bên vợ chồng Bích Tuyền này sẽ đền bù thiệt hại, đền bao nhiêu là chưa biết. Mặc dù Đàm Vĩnh Hưng đòi tới 50 triệu, nhưng mà đền bao nhiêu thì do tòa quyết định. Nhưng mà nếu mà Đàm Vĩnh Hưng mà thua thì khả năng Đàm Vĩnh Hưng lại đền ngược lại cho gia đình, cho vợ chồng ca sĩ Bích Tuyền. Gay cấn, nó đâu có dễ dàng như ăn tiền các bạn. Không có dễ đâu các bạn. Đây là game nhà giàu, nên giàu kiện nhau. Bây giờ luật sư có như đứng ở giữa ăn đã đời luôn. Mấy luật sư dân sự này ăn tàn bạo lắm. Ăn luật sư bên này, ăn bên này, luật sư bên kia, bên kia. Cái như thằng đi kiện cũng hết tiền, cái thằng bị kiện cũng mòi mòn, cũng coi như là xói mòn. Thôi bây giờ cái sự việc kiện nó đã xảy ra rồi, thì bây giờ chúng ta hãy theo dõi như thế nào. Nhưng mà các bạn yên tâm, người đi kiện cũng là nhà giàu, Đàm Vĩnh Hưng cũng nhà giàu đúng không? Người bị kiện là vợ chồng Bích Tuyền cũng là nhà giàu. Hai nhà giàu coi như là quốc nhau, luật sư hưởng sải. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào vấn đề như thế nào. Các bạn chờ chút nha. Uống miếng nước rồi đã.
Trời là trời, Phiêu Đồng chẳng lẽ uống nước nước sôi để nguội thế này, bèo quá đúng không? Phiêu Đồng nó mà bèo dữ vậy trời. Đó, tôi giới thiệu các bạn nha. Ngày hôm nay tôi giới thiệu với các bạn cái sản phẩm này mà tôi đã giới thiệu rồi nhưng mà tôi chưa xài. Bây giờ tôi sẽ xài các bạn. Đây các bạn. Chờ chờ chút nha, chờ khán giả với đông đông một chút mình nói cho nó sung á. Bây giờ tôi uống cái này xong rồi tôi sung sức. Buổi sáng mà thay vì uống cà phê tôi uống cái này các bạn. Đây các bạn. Đây là cao hắc sâm của Đại Hàn. Cao hắc sâm có tên như vậy các bạn. Các bạn thấy cái hộp này. Kinh dị. Là tan này. Mà có nhiều bạn nói ông giới thiệu nhanh nhanh lên chút, giới thiệu nhanh làm sao khán giả hề nắm hết được. Bây giờ khán giả, bây giờ người mua hàng, bây giờ người ta thông minh lắm các bạn. Người ta không có dễ dàng gì mà thuyết phục người ta đâu, các bạn thông cảm nha. Đây là cái này gọi là cao hắc sâm Đại Hàn. Các bạn thấy cái hộp không? Mà còn tem cho tôi chưa dám mở nha. Nè, thời hạn sử dụng đến 2027 nè. Ngày 9 tháng 9 nè. Mã vạch nè, tem nè. À, các bạn thấy bao bì chuyên nghiệp không? Tất nhiên sản phẩm xịn thì bao bì nó mới chuyên nghiệp, nguyên tắc vậy đó. Thì đây là cái sản phẩm gọi là cao hắc sâm Đại Hàn, nó gồm có những cái thành phần thế này các bạn. Thứ nhất là hắc sâm. Hắc sâm 6 năm tuổi. Thứ hai, đông trùng hạ thảo các bạn thấy không? Đông trùng hạ thảo này. Rồi tính dầu thông đỏ. À, rồi linh chi. À, như có bốn loại và có nhiều bốn loại cơ bản nhưng còn rất nhiều loại khác nữa. Cái này có tác dụng gì? Cái này giống như thuốc bổ vậy đó. Thay vì các bạn uống thuốc bổ, thuốc tây thì các bạn uống cái này rất tốt các bạn. Cái này rất tốt, cái này phục vụ cho sức khỏe. À, uống vào sức khỏe mình tràn trề nghị lực, giảm bớt bệnh tật, giảm bớt virus xâm nhập vào cơ thể, làm cho chúng ta luôn luôn khỏe khoắn yêu đời. Có khán giả tôi ở Úc ngay như các bạn, order một lần là 8 hộp xe này luôn. À, Hana Shop hỏi, ủa mua gì nhiều dữ vậy? Thì anh ta nói rằng trước đây là anh ta mua dầu khác, bây giờ ủng hộ Phiêu Đồng anh ta mua. À, và cả gia đình anh ta uống cao hắc sâm này thay cà phê buổi sáng. À, mỗi người mỗi ly, tôi bắt chước này, mỗi người mỗi ly uống xong đi làm, thay cà phê mà có 10 năm nữa rồi. Rất tốt các bạn nghe. Cái này tôi chưa uống bao giờ. Và đây là lần đầu tiên tôi uống. À, nhưng mà không phải của tôi các bạn. Cái này tôi nhắm mở ra, cái này tôi giới thiệu thôi. Vừa rồi tôi có đem cái sản phẩm này tôi giao cho khán giả ở gần tôi cách đây khoảng chừng 30 phút. Thì khán giả móc cho tôi một hộp thế này, tặng tôi, tặng Phiêu Đồng. ở trong này là có bốn lọ thế này các bạn. Thì khán giả lấy một lọ cho tôi. Cảm ơn khán giả nhiều nha, xin lỗi tôi không nói tên các bạn. Tôi không dám nói tên tại vì họ không thích. À, bây giờ tôi sẽ uống các bạn. À, bên này nó giá hả? Các bạn nó giá hả? Cả hộp thế này hiện nay Hana Shop bán lẻ chỉ có 120 đô mà thôi. 120 đô la Mỹ các bạn nha. Và hiện nay Hana Shop đang miễn phí vận chuyển ở Canada, ở Mỹ và ở Việt Nam. Giá rất tốt các bạn. Hana Shop chỉ bán 120 đô mà thôi. Nó gồm có 4 lọ thế này. À, thì uống thì múc ra hòa nước uống thôi. Uống thích bao nhiêu muỗng uống, mà tôi nghĩ uống 1 muỗng 2 muỗng đủ rồi. Một ngày uống bao nhiêu tùy từ 2 tới 3 lần, tùy giống như uống cà phê vậy các bạn. Bây giờ tôi mở ra các bạn nha. À, các bạn đặt hàng các bạn nhé. Cái này hàng này rất là hiếm, không phải dễ dàng mà đại lý như Hana Shop mà đi mà giành giật để được hàng các bạn, khó lắm. Tại vì hàng bán rất là đắt các bạn. Tôi mở này. Đây các bạn thấy không? Cái hộp này. À, tôi xin giới thiệu kỹ càng chúng nha, tại vì khán giả bây giờ rất thông minh, người mua bây giờ rất thông minh, không có dễ dàng gì mà thuyết phục đâu các bạn. À, tôi lấy ra này. À, cái hộp chuyên nghiệp các bạn. À, tôi đưa các bạn coi từng cái. Trước đây tôi giới thiệu rồi nhưng mà tôi không có cơ hội để tôi mở ra. Bây giờ khán giả cho tôi mở, các bạn thấy tem này. Hàng sử dụng này. Còn lâu đúng không? Bây giờ tôi mở ra các bạn nha. Đó, mở ra. Trời ơi là trời. Mở sao là tôi cũng biết nữa nha. Tôi chưa bao giờ tôi mở ra mà. Ở đây, đây. Cái mở nắp lên thôi. Các bạn thấy cái hộp. À, ra rồi các bạn này. Để đây nha. Dạng cao các bạn này. Cao này.
Bây giờ múc vô muỗng anh uống nha. Cái này của tôi nha, cái này của tôi nha. Đấy, dạng dạng cao các bạn này đó. Biết cái này hơi như vậy, múc này hơi nhiều, không sao không sao, tôi thích double người ta. Nó cao mà, cao mà cao mà, úi dùng dùng dẹp dẹp ghê thôi. Dẹp dẹp dẹp. Yo, cho đã quá các bạn. Có là cái này á, sử dụng nước nóng thì nó mau ra hẳn các bạn ha. Nước tôi là nước ấm, có lại dùng nước nóng thì nó sẽ mau tiêu hơn, mau tan hơn. Đó, cái lần đầu tiên tôi chưa kinh nghiệm các bạn nha, tôi nghĩ dùng nước nóng sẽ tốt hơn. Đó. Dùng nước nóng thì nó sẽ nhanh tan hơn. Lần đầu tiên mình chưa có kinh nghiệm. Không sao không sao. Miệng sau vô miệng hình thôi đúng không? Miệng sau vô miệng hình thôi. Đó, bây giờ cho phép tôi đậy lại nha. Trời, cái này cảm ơn khán giả rất là nhiều nha, khán giả ủng hộ Phiêu Đồng, cho Phiêu Đồng một lọ cao hắc xăm. Đây, đậy lại nha. Tiết kiệm. Xin lỗi, mất lịch sự chứ bò đỏ nó mày thèm. Tôi mà làm thế này á, bò đỏ nó mày chích đói của Phiêu Đồng ơi. Trời là trời, mình nghèo mà nó mình nghèo thôi, có gì đâu. tiếc của đời. Đấy, cái này như vậy là mất zin rồi nha. Bỏ qua đây là các bạn. Cảm ơn khán giả rất là nhiều tặng tôi cái lọ này nha. Đấy. Nhưng mà trong cái hộp này có 4 lọ thế này các bạn. Cái này uống biết đời nào cho hết trời. Một ngày uống cỡ ly 2 ly 3 ly tùy. Mà uống thế này biết đời nào cho hết. Tôi nghĩ lâu lắm các bạn. Nhưng $120 cả cái hộp này rẻ các bạn nha. Này, vì tôi không dùng nước nóng cho nên nó còn dính đây các bạn này. Nhưng mà không sao. Trời ơi, đã quá các bạn. Hấp luôn đi. Nó hơi đắng đắng. Hơi thôi. Mẹ tiếc của đời. Cảm giác là hơi đắng đắng. Hơi ngọt ngọt. Tôi nghĩ nó ngọt ngọt là do cái này các bạn. Riêng nếu bán riêng cái này các bạn là 3 gói này $95 các bạn nha. Nhưng mà lần này tôi giới thiệu các bạn cái hắc xăm này là bao gồm nhiều thứ, trong đó có đông trùng hạ thảo xay khô. Như vậy cái này là có rất là nhiều loại trong này. Nó ngọt ngọt là do cái đông trùng hạ thảo xay khô. Trời ơi tuyệt quá, thôi tôi để cái muỗng bên này. Để cái muỗng này. Uống miếng rồi đã. Bình luận khán giả thôi, bò đỏ nói mày lo quảng cáo không, lo làm việc gì hết. Đã quá. Các bạn ủng hộ Phiêu Đồng nha, vào halashop.me, điện thoại là 778-536-1897 để đặt hàng ngay. Cao hắc xăm đại hàng chỉ có $120 mà thôi, rất rẻ các bạn. Kính chào các bạn, bây giờ tôi có một cái thông tin tôi mới nhận được là vợ chồng ca sĩ Bích Tuyền, người chồng là một người Mỹ gốc Ý tên là William, sẽ khởi kiện Đàm Vĩnh Hưng. Cái chuyện khởi kiện này bên Mỹ rất đơn giản các bạn, người ta kiện mình cao ta claim, tức là mình kiện lại. Đây là sự việc hết sức bình thường ở Mỹ. Tất nhiên muốn kiện lại là phải đưa ra bằng chứng nhất, rồi tòa, lên tòa người ta sẽ xem xét như thế nào. Tức là như vậy người ta sẽ xử hai vụ, một vụ là Đàm Vĩnh Hưng kiện hai vợ chồng này, rồi một cái vụ nữa hai vợ chồng này kiến Đàm Vĩnh Hưng. Xin lỗi, một vụ nhưng mà hai phần. Bây giờ tôi xin chi tiết cho các bạn nghe. Cái sự việc này nó xảy ra gần 2 tuần rồi, rất ồn ào trên mạng. Nhưng mà nếu bạn nào mà chưa theo dõi thì tôi có thể tóm tắt thế này. Tôi sẽ tóm tắt cái này các bạn. Thì bây giờ có những cái thông tin thế này. Mới đây các bạn nha. Thì người ta, xin lỗi nha, bây giờ người ta viết thông tin, người ta biết nhiều lắm. Tôi lấy thông tin là tương đối nó gọn gàng, nó hay, tôi trình bày cho các bạn. Thì trước đây là chúng ta nghe nói là Đàm Vĩnh Hưng là trước khi kiện Đàm Vĩnh Hưng đòi $15 triệu. Đó là từ lời ca sĩ Bích Tuyền. Đòi $15 triệu, nếu ông ta không đưa, nếu hai vợ chồng bà không đưa thì tôi sẽ kiện. Nhưng mà họ không đưa các bạn.
Ngày 13 tháng 11, nguyên đơn, tức là người đi kiện là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bắt đầu sẽ khởi kiện đòi đền bù số tiền lên tới 50 triệu đô la. Nhưng mà trước đó thì người ta đòi 15 triệu. Nếu mà không đưa thì người ta sẽ kiện. Đó. Cái kiểu như vậy. Chờ chút nha. Con cáo tùm lum la hết trơn. Báo chứ bây giờ đói quá hay sao mà coi như là con cáo tùm lum đọc cũng mệt. Tôi cố gắng tôi đọc, tôi cố gắng tôi lấy thông tin chính xác để tôi đưa tôi gửi cho các bạn. Thì cái đơn kiện này á, đã gửi trực tiếp đến nhà ông William và bà Bích Tuyền là vào ngày 9 tháng 10 năm 2024. Cũng như mà còn mới đây đúng không? Cũng mới đây. Nhưng mà đến ngày 30 tháng 10 á, thì một cái tòa gọi là tòa thường thẩm tiểu bang California ở Mỹ đã nhận đơn kiện của Đàm Vĩnh Hưng. Tức là sau 3 tuần gửi thư yêu cầu bồi thường. Như vậy trước khi mà Đàm Vĩnh Hưng mà gửi thư lên tòa, trước đó 3 tuần thì Đàm Vĩnh Hưng đòi 15 triệu, nếu mà không đưa thì tôi kiện tới 50 triệu lận, nó đưa lên 3 triệu đây. Thì hai vợ chồng này nói no, không có đưa. Thì ông ta tức mình, ông ta đi kiện, ông ta đòi tới 50 triệu. Còn đi hai vợ chồng này mà trước đó đưa 15 triệu thì như ổn rồi, không ai biết hết. Không ai biết hết. Nhưng mà hai vợ chồng này là say no, cho nên Đàm Vĩnh Hưng mới tức tối, mới đưa. Tất nhiên là thuê luật sư rồi, chứ làm sao để bị kiện được. Luật sư của Đàm Vĩnh Hưng đưa lên tòa thường thẩm một lá đơn để đi kiện ông William, vợ chồng William này, tới 50 triệu đô la. Chứ sợ. Thì cái sự việc nó xảy ra thế này, tôi xin tóm tắt lại, nếu bạn nào chưa theo dõi, tôi tóm tắt ngắn gọn thế này. Sự việc xảy ra, Đàm Vĩnh Hưng bị thương, có thể là mất hai ngón chân. Vào ngày 19 tháng 2 năm 2024, Đàm Vĩnh Hưng tôi nói là bị thương trầm trọng, rất là trầm trọng, đứt mấy ngón chân. Và cái số tiền anh ta yêu cầu như tôi nói các bạn là 50 triệu. Đó là Đàm Vĩnh Hưng nói. Và Đàm Vĩnh Hưng cáo buộc cái gia đình người này là bất trắc trong cái chuyện là kiểm tra những cái tài sản, những cái vật dụng trong nhà không có thận trọng, cho nên là khách mời Đàm Vĩnh Hưng đến mà hát hò trong nhà người ta xảy ra tai nạn, cho nên Đàm Vĩnh Hưng cáo buộc là chủ nhà phải chịu trách nhiệm cái chuyện đó. Nhưng mà bây giờ theo thông tin mới nhất thì vợ chồng ca sĩ Bích Tuyền William sẽ khởi kiện ngược lại Đàm Vĩnh Hưng, và trong cái từ chuyên môn ở cái tòa án dân sự bên này người ta gọi là counter claim, kiện ngược lại các bạn. Thì tất nhiên là người ta phải có lập luận của họ. Đàm Vĩnh Hưng nói thì bị tai nạn là do gia đình không có cẩn thận trong cái đài phun nước. Cái chỗ này là không phải để mà để đồ ăn thức ăn mà sử dụng sai mục đích, rồi không có kiểm tra kỹ càng, cho nên làm khách mời như ông ta là bị thương do nó ngã xuống làm đứt mấy ngón chân. Nhưng mà chủ nhà người ta lại là có cái lập luận khác. Thì theo bà Bích Tuyền mà nói, bà vợ Bích Tuyền là một ca sĩ hay ngoại các bạn nhé, là ngày 19 tháng 2 là nữ một cái người nữ doanh nhân tên là Mộng Linh là tổ chức một cái tiệc gọi là Tết Nguyên Đán tại biệt thự của nhà vợ chồng bà. Như vậy ý chủ nhà Bích Tuyền nói là cái chuyện mà tổ chức này là không phải do vợ chồng Bích Tuyền và William tổ chức, mà do một nữ doanh nhân tên là Mộng Linh tổ chức. Tức là nữ doanh nhân Mộng Linh này mời, trong đó có mời Đàm Vĩnh Hưng, chứ không phải là Bích Tuyền mời hay là ông William mời, không phải vợ chồng Bích Tuyền William mời. Cái yếu tố này quan trọng các bạn nha. Yếu tố này quan trọng lắm, tại vì nếu trường hợp Bích Tuyền với William mà mời Đàm Vĩnh Hưng tới hát á, mà xảy ra tai nạn là sự việc nó sẽ khác, là mức độ đền bù nó sẽ khác, và tòa có thể người ta chấp nhận cho thằng Đàm Vĩnh Hưng thắng kiện. Nhưng mà bây giờ theo như ca sĩ Bích Tuyền nói là cái chuyện mà tổ chức mà ca hát mà tại nhà của hai vợ chồng này là không phải do hai vợ chồng này mời, mà chỉ là nơi tổ chức thôi, mà người mời đó là một cái người khác, đó là doanh nhân Mộng Linh chứ không phải là hai vợ chồng này. Cái yếu tố này quan trọng các bạn nha. Người khác mời chứ không phải tôi mời. Anh tới nhà tôi thì anh bị ra anh chịu, cái kiểu vậy đó. Tôi phải mời, người khác mời. Đó cái yếu tố thứ nhất các bạn. Người ta sẽ đưa vô giấy tòa. Cái bữa tiệc này là quy tụ rất là nhiều ca sĩ, trong đó có cái ông Đàm Vĩnh Hưng này. Các bạn nghe yếu tố thứ hai này quan trọng này. Tuy nhiên đến gần cuối chương trình
Thì Đàm Vĩnh Hưng thì gặp tai nạn đáng tiếc và phải nhập viện cấp cứu, buộc phải vô bệnh viện, buộc phải người ta phải cắt bỏ một số ngón chân, và đây không nói bao nhiêu ngón. Thông tin chia sẻ từ ca sĩ Bích Tuyền là Đàm Vĩnh Hưng bị thương là do gì? Là do anh ta tự ý leo lên cái bồn phun nước để mà hát. Thật là cái bồn này đâu có phải leo lên, mà tôi nhìn video là cái bồn này nó cũng đâu không có lớn lắm, tròn tròn thôi này. Mà Đàm Vĩnh Hưng tôi thấy anh ta hát rồi anh ta viện viện cái bồn này, anh ta nhu đít, anh ta nhắc nhắc thế này, rồi sau đó thì anh ta lại nhảy lên trên bồn anh ta lại hát luôn. Thì anh ta nhảy lên trên bồn anh ta hát, cái điều này khiến cái bồn này người ta vỡ, ta làm chứng anh bị thương. Cái bồn này làm sao mà nhảy lên mà hát được các bạn? Nhưng bởi vì giờ theo thông tin ca sĩ Bích Tuyền nói Đàm Vĩnh Hưng này bị thương ở chân là do anh ta tự ý leo lên cái bồn phun nước để mà hát, điều này khiến cho cái bồn bị vỡ là làm anh ta bị thương sống. Như vậy lỗi do ai các bạn? Lỗi do ai á? Thì theo gia đình ca sĩ Bích Tuyền và ông William này thì lỗi này là lỗi do Đàm Vĩnh Hưng. Tất nhiên ra tòa người ta sẽ xem xét đây là cái đơn mà gọi là cao tài claim, tức là kiện lại Đàm Vĩnh Hưng, thì người ta trình bày như vậy. Như vậy rõ ràng á thì cái câu thật claim này, cái là cái phản tố này, cái kiện ngược lại nó có những cái yếu tố thế này mà bên bị kiện người ta đi kiện lại. Thứ nhất này là hai vợ chồng Bích Tuyền và William không mời Đàm Vĩnh Hưng, không có mời ai hết, họ chỉ là nơi tổ chức mà thôi, và người mời là một người khác, đó là một doanh nhân tên là Mộng Linh mời. Hai vợ chồng này không có mời Đàm Vĩnh Hưng, một người khác mời anh tới nhà tôi. Ok, bây giờ mình bỏ qua cái chuyện bạn bè thân tình trước đây, bây giờ nó đắt bét, không còn cái gì, không còn gì để nói nữa. Thì hai vợ chồng này không phải mời Đàm Vĩnh Hưng tới nhà tôi chơi, và bây giờ anh bị tai nạn là tôi không có chịu trách nhiệm, hoặc tôi chịu trách nhiệm một phần nào đó thôi, tại vì là cái sự việc này nó xảy ra trong nhà tôi. Đó là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba, cái bồn phun nước này đâu phải cái nơi để nhảy lên hát. Bồn phun nước để cho đẹp, nó phải cái nơi để anh hát, với là người ta tận dụng, người ta để thức ăn thức uống gì đó. Mà theo Đàm Vĩnh Hưng nói là người ta cáo buộc là sử dụng sai mục đích. Cái bồn phun nước này đâu phải cái nơi để anh ta nhảy lên để anh ta hát. Thế mà ông Đàm Vĩnh Hưng leo lên để mà múa hát nhảy thì nó rớt xuống, nó bể, nó đập chân ra một chịu chứ. Đó là ba yếu tố này rất quan trọng để khi mà luật sư của bên Bích Tuyền William lên tòa để tranh cãi các bạn. Ai thắng ai thua chưa biết, nếu có đền bù bao nhiêu chưa biết, đó là việc của tòa án ở California. Nhưng mà tôi đánh giá các bạn thì dù sao đi nữa thì Đàm Vĩnh Hưng cũng bị xảy ra tai nạn, cũng bị mất mát chứ, mất mấy ngón chân mà đau đớn lắm, mà xảy ra tại nhà vợ chồng ông William này thì theo tôi đánh giá thì là có lẽ là cũng phải đền bù anh ta một ít tiền, mặc dù là không phải lỗi nhiều ở hai vợ chồng này, nhưng mà vì cái chuyện này xảy ra tai nạn thì có thể đền bù cho Đàm Vĩnh Hưng bao nhiêu tiền đó mình biết, nhưng mà tôi nghĩ không có nhiều. Thì cái tiền đền bù này thì bảo hiểm người ta trả, tại vì những cái nhà mà lớn như thế này, những cái nhà này trị giá tới 20 triệu đô các bạn, thì thường thường người ta mua bảo hiểm tai nạn trong nhà, nếu trường hợp mà trong nhà bị tai nạn gì thì bảo hiểm người ta sẽ đền. Và theo tôi nghĩ rằng là hai vợ chồng này sẽ dùng cái tiền bảo hiểm nhà để mà đền cho Đàm Vĩnh Hưng. Nhưng mà tất nhiên cái tiền đó nó không có nhiều, đòi 50 triệu thì chắc không có đâu. Thì theo tôi nhận định như vậy. Còn chúng ta hãy chờ sang năm 2025 biết tháng mấy để xem thử tòa án người ta giải quyết như thế nào. Và tôi cũng xin thưa các bạn rằng đây là cái vụ kiện dân sự với nhau, tức là giữa người dân với nhau, bên này là ông Đàm Vĩnh Hưng, bên này là vợ chồng ca sĩ Bích Tuyền William, không liên quan gì đến chính quyền hết. Không liên quan gì đến chính quyền, bên nào thua thì sẽ đền bù thiệt hại cho bên đó. Và như tôi nói các bạn, tôi sẽ dự đoán rằng bảo hiểm sẽ đền, tại vì xảy ra tai nạn ngay trong nhà, mà trong cái nhà đó mua bảo hiểm thì bảo hiểm sẽ đền. Tất nhiên nó không thể đạt tới cái mức 50 triệu được. Bây giờ mình quay lại quá khứ một chút. Đàm Vĩnh Hưng đòi 15 triệu. Trước đây đòi 15 triệu thì không khởi kiện nữa. 15 triệu hai vợ chồng này không trả.
Thì điều đó chứng tỏ là cái tiền bảo hiểm nếu mà đền cho Đàm Vĩnh Hưng không thể đạt tới 15 triệu đô la được. Nếu mà cái tiền bảo hiểm mà đạt tới 15 triệu đô la thì hai vợ chồng này đồng ý khoách cho rồi, thì bảo hiểm nó đền cho hai vợ chồng nó có mất tiền đó. Nhưng mà cái tiền bảo hiểm này chắc chắn là nó không tới 15 triệu đô la, cho nên hai vợ chồng này say no, từ chối. Thì lúc đó ông Đàm Vĩnh Hưng mới đi kiện đòi tới 50 triệu đô la cho chết mẹ mình luôn, cái kiểu vậy đó. Như vậy là nếu mà có đền thì bảo hiểm sẽ đền, và cái số tiền đó chắc chắn là dưới 15 triệu đô la. Chắc chắn vậy các bạn, chắc như vậy luôn. Thôi mình cứ chờ đây, mình cái việc đó thì cái này do tòa án, phải do tôi cũng phải do các bạn nha. Cảm ơn nhiều các bạn nha. Các bạn hãy ủng hộ Phiếu Đóng bằng cách đặt hàng mua cao hắc xâm đại hàng. Trong này các bạn có 4 lọ thế này mà chỉ có 120 đô. Và cái này uống để làm gì? Để bồi bổ sức khỏe, giống như thuốc bổ vậy đó, tăng cường thể lực, tăng cường sức khỏe, ngăn cái như khi mình mạnh rồi thì ngăn cản virus xâm nhập vào cơ thể, làm cho chúng ta sống khỏe, sống vui. Cao hấp xong các bạn nha, 120 đô các bạn, giá bán rất phải chăng. Để tôi uống một lần tôi uống khoảng múc ra một muỗng như vậy các bạn, một muỗng như vậy thôi, một ngày có thể uống 2-3 lần tùy mình. Nó ngọt ngọt, nó hơi hơi nhẵn nhẵn. Đã gọi là các bạn nha, ủng hộ Phiếu Đồng các bạn nha. Thay vì các bạn mua nơi khác á, thì các bạn mua hanashop.me để ủng hộ Phiếu Đồng cái sản phẩm cao hắc xâm đại hàng. Cái hàng này mới nhập về các bạn này, được trước bán hết hơn rồi. Nếu bạn nào mà thích chơi xâm nguyên chất, là cái hắc xâm này là có xâm trong nó có 4-5 loại lắm. Nhưng mà nếu bạn nào mà thích xâm nguyên chất, nguyên chất nha, thì có thiên xâm thượng hạng. Sau lưng tôi kìa, đó, thiên xâm thượng hạng nha. Cái này là xâm nguyên chất, xâm 6-5 tuổi, hạ xâm sung đào lên, sấy khô và bỏ vào cái thùng thiết này. Đây các bạn, 6-5 tuổi cho bạn này, 6-5 tuổi, Samsung này, logo này, tem này, nhiều like tem lắm, thấy chưa, củ sâm các bạn này, mã vạch, mã đồ dừng có hết trơn, sản phẩm rất tuyệt vời các bạn. Ở trong này nó có 10 củ sâm bự thế này, sấy khô, bề ngoài này cái thùng thiết, có cái chìa khóa nữa nè. Ở trong á, là có cái hộp gỗ, mà trong hộp gỗ là có cái giấy chứng nhận chất lượng, gọi là Certificate of Quality. Và có 10 củ sâm khô. Cái này á, chơi cái này là quá tuyệt vời các bạn. Giá rất hữu nghị, 565 đô la Mỹ miễn phí vận chuyển. Cách dùng cái này như thế nào? Thứ nhất, nếu ai biết uống rượu, giống như tôi chẳng hạn, thì mua cỡ chừng lít 2 lít rượu đế tùy nha, nhớ mua loại tốt nha các bạn. Đồ xịn này phải mua rượu đế loại tốt nha, rượu đế nha. Đổ hết sâm vô, để một vài tháng đem ra uống. Trời ơi trời, mà uống rượu đế mà uống sâm thì nữa tuyệt vời, mà tôi tưởng tượng tôi thèm. Uống đỡ. Vừa uống rượu đế vừa uống sâm thì không có gì tuyệt vời bằng thằng các bạn. Trời, nó bổ ghê gớm lắm, nó sung sức ghê gớm, sâm á. Cách thứ hai, tại vì đây là của sâm khô cho nên là cắn nó ra đâu, nó cứng ghê lắm, cho nên là muốn cắn ra là phải hấp, chân nước lên hấp cho nó mềm, xong rồi mình cắt ra mình ăn. Trời ơi, không biết ngon không, tôi chưa ăn thôi mà hơi đắng đắng. Chắc chắn như vậy đúng không? Hơi đắng đắng. Tôi thấy có nhiều khán giả bỏ vô nồi nấu luôn, rồi coi như là vừa uống nước mà vừa ăn thì cũng được, cái đó không được, khán giả sáng tạo. Cách thứ ba, để khô về luôn, dùng cái máy cắt kích, bỏ vào cái hũ đem ra ăn, tuyệt vời luôn. Tất nhiên là hơi đắng đắng nha, người nào mà ăn đắng không được á thì tôi nghĩ là khó ăn á, nhưng người nào mà thích ăn đắng, ăn cay đồ á, thì ăn rất tốt các bạn. Tinh sâm luôn, nguyên chất luôn các bạn nha, rất tốt cho sức khỏe. Như vậy là thiên xâm thượng hạng này cũng rất tốt sức khỏe, mà cao hắc xâm này cũng tuyệt vời cho sức khỏe.
Hana Shop bán toàn là đồ như là phục vụ sức khỏe quý khán giả không á. Cho nên tôi hỏi các bạn nhiều tiền để làm gì? Nhiều tiền để làm gì? Mình phải giữ sức khỏe cho mình thôi các bạn, bao nhiêu tiền hết? Không bao nhiêu tiền hết các bạn, cái này uống cả năm hết. Và cao hấp xăm này các bạn, tôi nghĩ uống cũng lâu lắm, hoặc là tôi múc một muỗng mà còn nhiều lắm. 120 đô mà 4 hũ thế này nó quá rẻ các bạn. Cảm ơn các bạn nha. Thì thay vì các bạn mua nơi khác thì bây giờ các bạn mua halashop.me để ủng hộ Phiêu Đồng. Các bạn có thể đặt hàng online, hoặc là các bạn cứ gọi điện thoại 778-536-1897 để Halashop làm đơn hàng cho các bạn. Thanh toán rất đơn giản, nhẹ nhàng, miễn phí vận chuyển. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Phiêu Đồng chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Thank you. Bye bye các bạn.